Ok, xin chào anh em nhé. Nay mình lại gửi chim cho khách nhé. Nay ở thành phố Hồ Chí Minh anh em ạ. Giờ mình còn có 3 con nữa thôi. Từ 3 con còn 2 con mái và một con trống. Được cũng hết hàng rồi, cuối năm gần Tết rồi, nên là hàng chưa về anh em ạ. Anh em vừa rồi có hỏi đặt thì cứ để chờ qua Tết nhé. Anh em xa ngoài Bắc, ngoài Hưng Yên rồi Sơn La, Lai Châu á, với lại Thái Nguyên á, rồi Vĩnh Phúc nữa. Anh em có đặt thì cứ chịu khó chờ thời gian nhé. Đây gần Tết rồi, giờ chuyển không kịp thôi anh em ạ. Ấy, bây giờ mình quay cho anh em xem mấy con đây. 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 Đó. Cái này là một con cặp trống cặp mái anh em ạ. Một con con mái nó to hơn. Do là cặp này hôm bữa mình có làm clip á, lên chia sẻ với anh em á, thì anh em nào có nhu cầu nuôi thả vi thì gọi điện cho mình chia sẻ cho. Thì con này là nó bị, đây là cái chân nó bị đơ đơ ấy, ngón chân sau á, đơ ngón chân, nên là về thả hoặc là làm cái lồng mới á. Cái lồng này nó bị rỉ sắt này kia đó, hay là nó bị xước cái chân sưng thì mình để lại cho ấy. Mà con này hót đào rộng rất hay anh em nhé. Đấy, còn con này con mái thì hôm bữa có anh hỏi mà ở ngoài Bắc nói bây giờ nó cần Tết rồi anh em ạ, giờ chưa chuyển được thì thôi cứ để qua Tết, thì anh em nào có nhu cầu thì gọi điện cho mình nhé. Để tí nữa mình bắt mình đóng thùng để chiều nay mình gửi cho anh em ở dưới thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mai mình gửi xe dịch vụ anh em ạ. Thì tầm chỗ từ chỗ mình xuống thì tầm tới thành phố Hồ Chí Minh tầm 6 giờ mấy, 6 giờ sáng nha. Thì có gì mình cho số điện thoại nhà xe gọi điện liên hệ trước nha anh em nha. Đấy. Này, con này này. Đấy đấy, con này đấy, đấy. Đấy, con này có trống. Bây giờ mình sẽ tách nó ra cái lồng riêng. Tắt ra đồng riêng con mái, tí nữa mình mới đóng thùng nha anh em nhé. Giờ mình bắt nó qua cái lồng riêng đây anh em. Đó, cái móng này nó bị to ra này, nó dài ra này. Cái này mình nghĩ là nó dần nó sẽ hết này. Đó, mình ấy nó đi này, mình cạo nó đi này. Đấy, anh em ơi, đó, nó bị đơ cái ngón này thôi. Móng cứng ghê, móng nó dài ra này, móng nó dài ra theo, móng nó dài ra này. Con này mình không cho nó ăn đầy đủ gầy nhom mà, về anh em mà cho nó ăn uống đầy đủ rồi nhá, nó cái này đó, nó chỉ có bị đơ cái nó này thôi nè. Này hót đào dòng hay lắm mà con nhỏ, mà do mình cho ăn nó không đầy đủ á nên nó gầy nhom. Thôi mình ra đó, đuôi xòe đẹp không. Đẹp. Rồi, mình cho nó vô cái lồng này, đến bây giờ mình chưa có chuyển được. Cái gì chiều mình mới bắt nó vô nhé anh em nhé. Nhỏ, con này con trống này nhỏ, nó nhỏ hơn con mái kia luôn á. Mình đào dòng hết, đào dòng hay lắm. Cái này lồng này mình nhốt mấy con bịp bịp á, mình cho cái lồng nó tắm. Rồi, ăn uống đi, ăn đi. Chiều bây giờ 3 giờ chiều tối mình mới cho nó vô thùng anh em ạ. Sáng sớm 3 giờ mình sẽ gửi xe. Này, mình còn con bịp bịp. Bịp 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 bịp.
Rồi xin chào anh em nhé. Thì bữa nay là cái này chuyến này là cuối cùng rồi của năm rồi. Tức là năm âm á. Thì qua Tết có gì anh em có nhu cầu mình lại tiếp tục giao dịch anh em nhé. Thì hiện nay gần Tết rồi, chắc chuyển xe cộ nó cũng khó khăn lắm. Nên ra là không có xin khất hứa với anh em đây. Rồi để qua Tết anh em là có đam mê cái dòng này thì tiếp tục giao dịch nha anh em nha. Rồi xin chào anh em. Thì lát nữa đây cái thùng thùng mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi này. Giờ cho vô thùng là sáng mai mình chuyển xe thôi. Rồi xin chào anh em nhé. Cái này nó cũng tương đối là cho mình cho nó ăn không đầy đủ, nó gầy nho mà. Cái này cho ăn đầy đủ rồi, thay lông xong nó mướt lắm.